Ngay trong đêm hôm qua, trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 đã thẳng tiến tới Trung tâm Y tế Trường Sa để đưa một ngư dân bị nhiễm trùng, tắc ruột về mổ cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Sáng ngày 20 tháng 4, trong khi đang khai thác hải sản trên biển tại khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, ngư dân Trần Đệ, sinh năm 1961, quê Bình Thuận, có biểu hiện sốt cao, nôn ói, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, ngư dân Đệ được các thuyền viên trên tàu đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trường Sa. Các y bác sĩ tại trung tâm xác định bệnh nhân Đệ bị tắc ruột cơ học do dính sau mổ ruột thừa, nhiễm trùng, nhiễm độc và bị giảm áp do lặn sâu phải chỉ định mổ. Trước tình trạng diễn biến phức tạp của bệnh, Trung tâm Y tế Trường Sa đã đề nghị chuyển bệnh nhân bằng trực thăng vào bờ chữa trị. Hiện bệnh nhân Đệ đã qua cơn nguy kịch, đang nằm tại khoa hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.